Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khải Gaming. Và Di Khải chúc anh em xem video vui vẻ em ơi. Ở video này thì Khải tiếp tục mua tiếp tục một cái nhẫn may mắn may mắn 4 nha nè. Nhẫn may mắn 4 đỡ thay cái nhẫn 3 kia ra thì Khải sẽ được xếp may mắn 22 nha mọi người. Sẽ được xếp may mắn 22 nha anh em ơi. Chung là bữa giờ tìm định lên 21 thôi nhưng mà nghe có vẻ 22 nó đẹp số hơn là thôi đã mua 22 đi nè. Rồi, nhẫn này Khải mua 7 kim. Nói chung là nhẫn 3 thì mua có 4 kim thôi nè. Nhẫn 3 thì mua 4 kim thôi. Thêm 1% nó lại mất 3 đến 4 kim rồi nè. Đấy chưa. Cũng như cái nhẫn 5 mà. Nhẫn 5 phải mua mười mấy kim lần nè. Chứ không phải tầm này đâu nè. Ok, hãy đưa qua cho anh em xem. Đưa quan Thế Yên thì cho anh em, soi cho anh em xem. Rồi cái nhẫn của Thế Yên thì chỉ tháo ra thôi. Tháo ra bán thôi. Ai mua thì bán thôi. Giao dịch đó. Đủ set 22 nha nè. Đủ set 22 nha mọi người ơi. Đó, mọi người thấy chuẩn bị sang lệnh bài boss mà bay gần gần 3 gần 4 củ rồi mấy củ ta. Gần hơn 3 triệu mấy, gần 4 triệu ấy. Đây. Rồi. Nhẫn mảnh 4 mang vô. Nhẫn mảnh 3 sẽ ra bán lại nha anh em. Mảnh 3 sẽ ra bán lại. Rồi, ok. Ai, hãy soi cho anh em xem. Đây là Thế Yên nha em ơi, Thế Yên Khải nha em. Vừa đủ set 22. Vừa đủ set may mắn 22 nha mọi người. Đây. Đầu tiên cái may mắn cao nhất của Khải đó là gặp bò may mắn 7. Đó. Dây chuyền may mắn 6 là 13. Ở server này thì những mà người mà đạt cái móc may mắn 21 và đếm trên đầu ngón tay nha em, rất là hiếm, không có nhiều nha em ơi. 21, 22, 25, 27 đó, tầm đó thôi nhưng mà rất là hiếm chứ không phải nhiều nha em. Chỉ khoảng tầm 5 đến 7 người sở hữu xếp bánh trên 21 thôi nè. 5 đến 7 người sở hữu xếp bánh trên 21 thôi nè. Không có nhiều. Đó. Rồi, nhẫn này mới mua đó nè. 4 nè. Nhẫn này mới mua 7 kim nè. Nhẫn này ông bán rẻ 11 kim nè. Ngọc bòi này mua 12 kim nè. Gia chiên này 10 kim nè nè. Đó. Còn tổng hết set đồ này thì nó khoảng tầm hơn 40 kim. Hơn 40 kim. Nói chung là sắp xỉ hơn 3 triệu một tí. Rồi, nói chung thì anh em xem video đừng quên ủng hộ một like, chia sẻ cho nha anh em ơi. Cảm ơn anh em đã theo dõi video rất là nhiều. Để cho anh em xem tổng quan tổng Thế Yên luôn. Hôm nay mới soi thôi đúng không? Rồi, đây soi chính là Thế Yên luôn. Khải thì mang hoàn toàn đồ thủy được kích 2 dòng nữa nè. Đó. Như bao tay thủy được kích nhẫn dòng 2 này. Tiền này. Đây. Tay thủy kết dòng 2 nhận dưới nè. Đó. Rồi nón thủy là kết dòng 2 của nhận trên. Đó. Áo thủy thì được kết cái đao. Đó. Độc sắc anh em, độc sắc để xem boss cho nó nhanh. Rồi gia truyền thủy thì cần đai lưng thủy. Ôi, gia truyền mọc thì cần đai lưng thủy. Đó. Rồi nhẫn quân cái ngọc bội này thì cần giày anh em. Cần giày dòng thủy. Đó, tại vì Thế Yên Thế Yên mang vào thì nó kích sẵn dòng 1 rồi nè. Thế Yên mang đồ mọc vào thì nó kích sẵn dòng 1 rồi. Nên là set của Khải là auto dòng 2 nha nè. Đó, auto dòng 2 luôn mà đã gần 4 mấy kim rồi nè, không biết đâu. Rồi, nói chung thì anh em xem video này thì đừng quên ủng hộ một like, chia sẻ cho nha anh em ơi. Cảm ơn em đã theo dõi video và anh em đừng quên like, chia sẻ nhiệt tình để chuẩn bị ra bát 18 và bát 19, bát 20 của lệnh bài boss nha anh em ơi. Cảm ơn em rất là nhiều.